Chiều nay, Bệnh viện của Đình Chiểu tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm, Giám đốc Sở Y tế Ngô Giang Tán đến dự. Năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, áp lực đè nặng lên hệ thống y tế của toàn tỉnh Bến Tre, đặc biệt là với Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bên cạnh việc phải đảm bảo công tác chuyên môn, cấp cứu, điều trị các bệnh thông thường, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu còn chịu trách nhiệm là tuyến cuối tiếp nhận các ca chuyển nặng do COVID-19 của các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến dưới chuyển lên. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, những khó khăn do diễn biến dịch phức tạp, số ca nặng do COVID-19 tăng nhanh, toàn thể nhân viên y tế bệnh viện đã nhanh chóng thích ứng với điều kiện mới. Đội ngũ y tế từng lúc được tập huấn cập nhật kiến thức mới về phòng điều trị bệnh COVID-19. Nhiều thiết bị, máy móc hiện đại cũng đã được trang bị kịp thời, đáp ứng yêu cầu điều trị của người bệnh. Nhờ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Nhiều bệnh nhân nặng được cứu sống thành công. Cụ thể, trong tổng số 817 ca bệnh được bệnh viện tiếp nhận, có 383 trường hợp khỏi bệnh ra viện, 139 trường hợp được chuyển tầng thấp hơn. Từ việc chỉ có 20 giường bệnh nặng COVID-19 năm 2020, đến nay bệnh viện đã có tổng số 140 giường bệnh. Lòng tin, uy tín của người dân dành cho ngành y tế được nâng lên. Bên cạnh đó, bệnh viện còn tích cực tham gia các hoạt động chống dịch khác như tổ chức 34 đợt tiêm vaccine với tổng hơn 35.000 liều, cử 22 đội tình nguyện tham gia hỗ trợ các tỉnh và bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Biểu dương đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Trần Ngọc Tâm đã gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến những cống hiến mà đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã làm được trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh mong muốn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần này, nỗ lực phấn đấu để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân tỉnh nhà. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và bằng khen cho 5 phòng ban có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.